Chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để bảo mật cái tài khoản avatar của mình, bật tính năng bảo vệ. Thì trên một Facebook thông thường thì ảnh đại diện sẽ như thế này. Cách đây tầm một năm gì đó thì mới ra cái tính năng mà bảo vệ ảnh đại diện Facebook ấy. Thì chỉ một số ít điện thoại được mời sử dụng. Mình hồi đó quên không sử dụng. Và bây giờ mình đã tìm ra được một cách. Cách này thì mọi người tra Google cũng biết thôi, nhưng mà mình tự nhiên lại mò ra. Đó là mọi người tải cái tiện ích extension của G2 Team. Đây mình đã tải về sẵn đây, còn nếu mà bạn nào mà chưa tải thì hãy vào đây. Tiện ích mở rộng. Sau đó vào đây. Mở cửa hàng Chrome trực tuyến. Gõ vào đây là G2 Team. Đó. Và mọi người sẽ thêm cái này vào G2 Team Security. G2 Team là một cái cộng đồng IT khá nổi tiếng ở trên Facebook. Sau khi mọi người thêm được rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Nhấn vào đây. Nó sẽ hiện ra một cái trang mới. Mọi người sẽ vào Facebook Tool. Và đây sẽ có cái, không phải, đây nhầm nhầm, nó sẽ là cái avatar. Đây chính nó. Khi mà bật cái tính năng bảo vệ này lên thì người khác sẽ không thể chụp ảnh đại diện của mình trên điện thoại hoặc là tải cái ảnh đó về được. Nhưng mà dĩ nhiên thì vẫn có vô số cách để lấy cái ảnh đó. Nhưng mà phải thừa nhận là khi mà mình bật lên thì khá là ngầu. Bật. Ok, biểu tượng này đã bật rồi nhá. Khi mà mọi người muốn tắt thì cũng làm tương tự thôi. Nhưng mà đây tắt. Để xem lại kết quả này. Đó. Đã được bảo vệ.